Ở trên phiến đại lục này, tai nạn tầng tầng lớp lớp, nguyên thạch bệnh tùy ý xâm nhập, khiến phiến đại lục này lòng người khó dò, nhưng có cái tổ chức, nơi đó mọi người đoàn kết, hữu ái. Ai? Không biết viết lời tuyên truyền thì đừng viết, ngày nào cũng làm thiêu thân cái gì. Ta là bàn bạch quân, câu chuyện dài ngắn nói, bài này là một con nóng nảy, gạch bỏ, đáng yêu thông minh linh miêu cùng một cái vô cơ câu chuyện, bên cạnh bạch quân ta a chạy trốn trước gọi đường đi em ơi, lời thuyết minh, ngươi cho ta đứng lại, ngươi cho ta giải thích giải thích cái gì gọi là vô cơ, à, đau, Kelsey mau buông tay, lỗ tai muốn rớt. Đừng, à, bài này hàm chứa tư thiết, cho nên một bộ phận nội dung vở kịch sẽ cùng nguyên con thuyền nội dung vở kịch không giống nhau, mặt khác bài này không có dao nhỏ, nhưng có các loại khẩu vị đường. Chương 1 Tích, khởi động máy mật mã chính xác, ngài kêu gọi đánh thay đã trở thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Về nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Nguyên sinh nửa mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Luận, như thế nào đem một cái đần độn biến thành người thành thật? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 05 Bỏ tay toàn tập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 06 Người cái em bé còn trách tốt lặc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 07 Ngươi như thế đổi nguyên sinh tiên sinh sẽ nổi giận a. bạn đang nghe tại truyền chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Thần kỳ nguyên sinh tiên sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Tại Long Môn, 1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 tại Long Môn 2. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.